Sau một thời gian giãn cách vì dịch bệnh COVID-19, không chỉ riêng những người trong ekip sản xuất Biển đảo quê hương, mà quý khán giả truyền hình cũng đều muốn lên đường du lịch để thư giãn và cân bằng lại cuộc sống, tìm lại hứng khởi cho công việc và học tập. Đảo Ngọc Phú Quốc sẽ là một điểm đến du lịch biển đảo hết sức lý tưởng trong chuyến du lịch đầu năm mới này. Ở thời điểm hiện tại thì thành phố biển Phú Quốc đã tái khởi động những chuyến du lịch an toàn dành cho du khách từ muôn nơi. Các địa điểm như bến tàu Rạch Giá Phú Quốc hay cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã bắt đầu có sinh khí trở lại sau thời gian dài im ắng. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Thúy Tài đang có mặt tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Và có thể nói sau khoảng hơn 2 tháng hoạt động du lịch trở lại thì nơi đây đã bắt đầu nhộn nhịp. Và đây thực sự là một trong những tín hiệu khởi sắc cho sự phát triển du lịch ở đảo Ngọc Phú Quốc trong tình hình mới. Ngoài các chuyến bay nội địa, dự kiến mỗi tháng sẽ có 20 chuyến bay quốc tế mang du khách nước ngoài đến khám phá đảo Ngọc. Các du khách quốc tế sẽ đến Phú Quốc theo chương trình đón khách bằng hộ chiếu vaccine và du lịch theo hình thức bong bóng du lịch với lộ trình được lên sẵn, khép kín và an toàn. Theo dự kiến, trong thời điểm cuối năm 2021 và đầu năm 2022, thành phố đảo này có thể đón và phục vụ tới 400.000 khách nội địa và quốc tế. Trong thời điểm đầu năm mới, các đoàn du lịch từ Hàn Quốc, Kazakhstan, Uzbekistan, Lào đến với Phú Quốc theo chương trình hộ chiếu vaccine sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh. Các du khách này đều đã tiêm đủ liều vaccine phòng ngừa COVID-19, có chứng nhận xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Trước những tín hiệu vui liên tiếp của du lịch đảo Ngọc đón sóng khách du lịch nội địa và quốc tế, các địa điểm du lịch đã bắt đầu nhộn nhịp hơn, trong đó có khu Sunset Sanato. Thưa quý vị và các bạn, có một địa điểm được biết đến là nơi ngắm hoàng hôn lý tưởng trên đảo Ngọc Phú Quốc. Và nơi đây cũng được thiết kế với các tiểu tiết khá là thú vị và độc đáo. Đó là khu nghỉ dưỡng phức hợp Sunset Sanato. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan nơi đây. Sở hữu vị trí tựa sơn hướng thủy, Sunset Sanato Phú Quốc là tổ hợp dịch vụ vui chơi giải trí trên bãi biển rất nổi tiếng với cộng đồng yêu du lịch Phú Quốc, đặc biệt là với các bạn trẻ. Hình ảnh hoàng hôn yêu kiều với bờ cát trắng hòa cùng làn nước pha lê cùng với tiểu cảnh được trang hoàng vô cùng lạ mắt. Kiến trúc của Sunset Sanato được chia thành hai khu vực đối lập. Một bên là không gian giải trí mang tinh thần tự do, phóng khoáng. Một bên là khu nghỉ dưỡng đem đến hơi thở truyền thống với những công trình từ tre, gỗ. Quản lý của Sunset Sanato Phú Quốc đã có những chia sẻ thêm về sự độc đáo trong thiết kế kiến trúc cảnh quan, ý tưởng trang hoàng tiểu cảnh và khai thác chất liệu tự nhiên của khu resort này. Sunset Sanato Resort là khu phức hợp bao gồm Sunset Sanato Resort and Village cũng như là Sunset Sanato Beach Club, được khách hàng biết đến là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc, là một phần hết sức là quan trọng đối với chúng tôi. Và một điều hết sức là quan trọng nữa đó là cơ sở lưu trú. Thì cơ sở lưu trú hiện tại thì chúng tôi có gần 400 phòng nghỉ để phục vụ cho khách hàng. Khách hàng có thể nghỉ dưỡng thoải mái với các trang thiết bị và tiện nghi ở đây. Thì ngoài
việc mà khách có thể lưu trú thì các khách có thể vui chơi dưới bãi biển. Chúng tôi có trên 400 mét đường dài bãi biển để cho khách có thể thưởng thức các dịch vụ ở đây. Ngoài ra thì có những tiểu cảnh hết sức là đẹp mà anh chị có thể thấy trên các cái tạp chí hoặc là báo đài. Thì với cái ý tưởng mang lại đó là thứ nhất là bảo vệ môi trường, cái thứ hai là bảo vệ động vật hoang dã, và cái thứ ba nữa là có những cái ý niệm tốt về cuộc sống. Đơn giản nhất anh chị có thể thấy đó là biểu tượng bốn chú voi. Thì thay vì bây giờ voi thì phải sống ở trên rừng, thì tại sao voi lại xuống biển? Tại vì nạn chặt phá rừng nhiều quá, các chú voi phải xuống biển để sinh sống. Mà để có được sự thích nghi ở đây thì bắt buộc phải chân phải dài ra chẳng hạn. Hoặc là các cái tiểu cảnh liên quan tới tre, nhằm mục đích là để tôn vinh cái giá trị văn hóa của Việt Nam mình và bảo vệ môi trường. Hoặc là cái tiểu cảnh mà hai nửa mặt người đó phản ánh sự đối xứng trong cuộc sống hàng ngày, và chúng ta sẽ có cái nhìn và cái ý niệm tốt hơn về cuộc sống để có một cuộc sống tốt hơn. Khi mà chính phủ có những cái chính sách khôi phục du lịch và trọng tâm là Phú Quốc, thì với cơ sở lưu trú Sasanato rất là may mắn khi được quay trở lại phục vụ khách du lịch trong khoảng thời gian tới này. Thì bên phía resort cũng có nhiều các chương trình ưu đãi cho khách hàng, ví dụ như là gói Suncation hoặc là gói tri ân khách hàng dành cho những khách đã lưu trú tại Sasanato. Bên cạnh đó thì những khách hàng của tỉnh Kiên Giang sẽ được đến đây vào và không phải trả bất kỳ một cái khoản phí vé cổng nào cả. Ngoài ra thì có nhiều các cái chương trình khác nữa, khách hàng có thể tham khảo trên fanpage cũng như là trên trang web của resort. Ẩm thực thành phố biển Phú Quốc được gói gọn trong các dịch vụ của resort Sanato. Điều thú vị là ở đây có đến 3 khu vực ẩm thực mang phong cách phục vụ và món ăn khác nhau, bao gồm nhà hàng Sunset và nhà hàng Sunrise, ốc đảo ẩm thực, đảo hải sản, đảo ăn no và đảo ăn nhanh, gánh hàng rong. Sau một thời gian dài mình nghỉ dịch thì gia đình em cũng có những cái chuyến mà mình có kế hoạch để mình đi du lịch ở Phú Quốc. Thì Phú Quốc đang vào cái mùa du lịch đẹp nhất trong năm. Thành ra là gia đình em quyết định chọn ở Phú Quốc là điểm du lịch hôm nay của mình. Em đến với Sunset thì ấn tượng đầu tiên của em là Sunset giống như một khu phức hợp. Dạ, kết hợp giữa nghỉ dưỡng, thì nghỉ dưỡng ở đây có phòng nghỉ hiện đại, có các cái trang thiết bị đầy đủ. Nhà hàng thì có các cái món hải sản tươi sống, món ăn đa dạng phong phú. Nhân viên phục vụ ở đây cũng nhiệt tình, cũng chuyên nghiệp. Dạ, thì ngoài ra thì ở Sunset còn kết hợp với các cái trò chơi, các cái khu vui chơi giải trí trên bãi biển. Rất là nhiều dịch vụ, dạ, ví dụ như dù lượn, chèo thuyền hay là lặn biển. Em đặc biệt thích ở Sunset là một cái nơi ngắm hoàng hôn rất là đẹp. Tọa lạc tại trung tâm thành phố, khách sạn Cecil Phú Quốc là nơi dừng chân tuyệt vời tiếp theo trong hành trình trở lại đảo Ngọc. Khách sạn hướng mặt trực diện biển và bãi cát vàng nhẹ, làn nước trong xanh đẹp như tranh. Đồng thời, từ khách sạn rất thuận tiện để đi đến các khu mua sắm, giải trí và tìm hiểu cuộc sống tại phường Dương Đông, cách đó vài phút đi bộ. Trao đổi với chúng tôi, bộ phận quản lý khu vực tiền sảnh của khách sạn Sunset Phú Quốc đã có những chia sẻ về những chương trình kích cầu thu hút khách du lịch khi chọn nơi này làm cơ sở lưu trú. Quay trở lại sau thời gian dài đóng cửa thì tất cả nhân viên của khách sạn đã được tiêm ngừa đầy đủ và lúc nào cũng tuân thủ quy tắc 5K vì mục tiêu Phú Quốc là điểm đến an toàn. Thì khách sạn có 252 phòng với đầy đủ tiện nghi, lúc nào cũng sẵn sàng để phục vụ khách. Thì ngoài việc cung cấp chỗ nghỉ dưỡng cho khách thì khách sạn còn có thêm dịch vụ về ẩm thực, tổ chức tất cả các loại tiệc trong nhà, cạnh hồ bơi, cạnh bờ biển. Với vị trí địa lý đắc địa này là khách sạn 5 sao tại trung tâm Dương Đông thì khách sạn Seashell có view hồ bơi vô cực rất là đẹp, thì rất là thuận tiện và lý tưởng cho khách để ngắm mặt trời lặn. Seashell là điểm đến vô cùng lý tưởng cho khách khi khách đặt chân đến Phú Quốc. Bên cạnh đó thì trở lại sau mùa dịch
khách sạn Seashell cũng liên kết với tất cả các công ty du lịch để tính toán ra cái chương trình ưu đãi đưa cho khách giá cả hợp lý nhất để tất cả các khách có thể đi nghỉ dưỡng trong thời gian này với chi phí hợp lý. Seashell là điểm đến an toàn và hợp lý cho du khách khi đến với Phú Quốc mùa này. Hiệu ứng của cái việc mà kết nối lại chuyến bay á, thì số lượng khách đặt ở khách sạn ngày càng đông, và đặc biệt là dịp Tết cuối năm này và kể cả dịp Tết Nguyên Đán thì số lượng khách đặt rất là đông. Một số khách sạn ở trung tâm và kể cả ở Bắc đảo thì một số khách sạn đã full phòng rồi. Tín hiệu này cho thấy là cái du lịch của Phú Quốc đang hồi sinh từ từ lại. Tại khách sạn Seashell, chúng tôi không bỏ qua cơ hội thưởng thức ẩm thực được ưa chuộng hàng đầu là gỏi cá trích. Gỏi cá trích tạo sự hấp dẫn về màu sắc và hương vị. Khi thưởng thức xong món ăn này, du khách sẽ càng thêm yêu thích những tinh hoa ẩm thực đất đảo cũng như sự ưu ái từ biển đã dành cho con người. Hơn cả một món ăn, đó còn là sự sáng tạo ẩm thực trong việc kết hợp cá trích với các nguyên phụ liệu khác nhau. Tại vì không chỉ riêng về mình chỉ làm món ăn để cho người dân Phú Quốc để thưởng thức, mà qua đó mình còn có thể làm nhiều cái cách chế biến đa dạng khác cho những cái vùng miền khác, chẳng hạn như là những cái vùng ở đất liền ra đây hoặc là những cái vị khách ở quốc tế tới, thì đó là những mình phải đa dạng những món ăn đó để phù hợp với lại tất cả các loại khách. Nhưng mà song song bên cạnh đó mình cũng không có thể thiếu được cái điểm này, là điểm cũng khá là quan trọng, đó là điểm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì thường thì những du khách mà người ta tới Phú Quốc mình thì người ta không thể nào mà người ta bỏ qua cái trải nghiệm cái món gỏi cá trích. Tại vì gỏi cá trích là một trong những cái món khá là đặc trưng của vùng miền Phú Quốc. Nói chung lại là những cái vùng biển khác thì họ cũng có gỏi cá trích, nhưng riêng về Phú Quốc thì cái gỏi cá trích rất là đặc biệt. Cái gỏi cá trích ở đây nó có một chút đặc biệt hơn những cái địa phương biển khác là cái về cách chế biến, và đặc biệt là cái cách làm cái sauce mắm chua ngọt, mà theo chắc mình nghĩ là do vì cái nước mắm Phú Quốc này nó khá là đặc biệt cho nên là nó cũng mang cái tính chất là nó được ban tặng bởi cái vùng biển Phú Quốc để làm ra cái nước mắm Phú Quốc, thì nó được hòa quyện vào cái gỏi cá trích này. Theo dự kiến của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, thì trong 3 tháng đầu năm 2022, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc dự kiến đón 15 chuyến bay quốc tế. Đó là tín hiệu hồi sinh và khởi sắc trở lại cho ngành công nghiệp không khói ở thành phố đảo. Tin rằng trong tương lai, nơi đây sẽ là một trong những điểm đến phục hồi nhanh chóng sau dịch bệnh, bởi ai cũng sẽ đón chờ kỳ nghỉ tuyệt diệu với những trải nghiệm có 102 tại đảo ngọc xinh đẹp. Thưa quý vị và các bạn, sự kết nối trở lại của các chuyến bay nội địa và quốc tế cũng như là các chuyến tàu cao tốc, đồng thời thì các điểm đến, các khu du lịch nghỉ dưỡng đã có những chương trình, những kế hoạch để chào đón du khách. Và đó thật sự là những tín hiệu vui cho sự phát triển trở lại của thành phố du lịch. Và đến với Phú Quốc trong những ngày đầu năm mới, hy vọng sẽ là những chuyến đi nhiều niềm vui và bất ngờ cho quý vị và các bạn. Đến đây thì chương trình Biển đảo quê hương xin được phép khép lại. Quý tài xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.